Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng bạn quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay trong video này chúng ta lại quay trở lại với tựa game là Bee Swarm Simulator bạn ha. Và trong video này chỉ là một cái video về điểm tin cái phiên bản cập nhật mới thôi. Vào ngày hôm nay á, thì cái tựa game này vừa cập nhật một phiên bản mới và chúng ta hãy cùng xem phiên bản mới lần này sẽ có gì ha. Đây các bạn thấy không, 12 tháng 5 đây, mới cập nhật tức thì luôn. Thì chúng ta có một con ong mới ha, con ong này có tên là Tap BB. Đây là một con ong có thời hạn nha các bạn. Thì con ong này cách mua cũng giống như con Photon Bee ha. Thì lát chúng ta sẽ vào game chúng ta sẽ xem chi tiết hơn. Và nó có một cái mới là một cái badge nè. Chúng ta có thể làm các nhiệm vụ của cái badge yêu cầu. Cái badge này là một hệ thống nhiệm vụ mới ha. Chúng ta làm những cái nhiệm vụ đó chúng ta có thể nhận được những cái ticket. Bình thường ngoài việc là tìm những cái ticket ở những vị trí bí mật nè, cũng như là hoàn thành cái nhiệm vụ của cái con ong du lịch nè ha, hay là diệt boss các kiểu, hoặc là chúng ta có thể dùng tiền, dùng mật ong ở trong game để chúng ta đổi ticket ha. Thì bây giờ đã ra một cái cập nhật mới là một cái hệ thống badge, chúng ta có thể làm nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận ticket. Và nó sẽ fix một số lỗi gì đó trong phiên bản trước nó bị lỗi ha, cũng như là add thêm một cái gói 500 ticket ha. Chúng ta có thể mua một lần 500 ticket luôn, chúng ta không phải mua một lần 100 như phiên bản trước ha. Và thêm một số cái game badge là double ticket chain các bạn, tức là khi chúng ta làm nhiệm vụ chúng ta sẽ được nhân hai cái số lượng vé chúng ta nhận được. Thì đó là những cái cập nhật ở bên ngoài phần description chúng ta có thể thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game để trải nghiệm đó nha các bạn. Ok thì hiện tại mình vừa vào game ha. Rồi các bạn thấy mình vừa mua một cái nón không, cái nón rất là đẹp đúng không. Cái nón này mua ở shop nha các bạn, nó có giá là 30.000 mật ong, cũng không mắc lắm đúng không. Đây là hệ thống badge đó các bạn, có một cái huân chương mới nè. Thì chúng ta có thể hoàn thành những nhiệm vụ mà nó yêu cầu nè, nó liệt kê rất là rõ ràng cho chúng ta luôn. Ở đây là tỷ lệ gì nữa nè, thì ở đây ghi là hoàn thành 1.000.000 gì đó để collect ha. Cái dòng này đã chuyển sang màu xanh nữa các bạn, màu xanh lá cây, chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ ha. Click vào đấy, à hiểu rồi các bạn, chúng ta cứ làm thêm một chuỗi ha. Một cái nhiệm vụ này thì nó sẽ tăng dần theo thứ tự. Thì bây giờ mình đào 10.000.000 mật ong nè. Còn cái dòng dưới đây là mình đã thu gom cái gì đó 100 cho 100 nè. Ok, 1.000 cho 1.000 là gì nhỉ, critical power à, pedal boy các bạn. Pedal boy là điểm để chúng ta giết những cái con bọ hung nè, con bọ ngựa, con sói các kiểu ha. Thì nó sẽ cộng chúng ta điểm pedal boy 10.000 điểm nha. Một con bọ hung hay một con sói được bao nhiêu điểm á, vài chục điểm hay vài trăm điểm mình không nhớ nữa. Thì đó là hệ thống nhiệm vụ ha các bạn ha, rất là nhiều nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ cứ tăng dần á thì số lượng vé chúng ta sẽ nhận được càng nhiều. Và cái tỷ lệ mà chúng ta có thể nhận được những con ong hiếm trong đây nè, rất là nhanh, đỡ hơn lúc trước rất là nhiều rồi. Thì trong cái shop này vừa cập nhật một con ong mới này, Tháp BB ha, một con ong hình dạng con mèo các bạn. Thì chúng ta còn 16 ngày nữa để có thể sở hữu được con ong này ha. Cái này thì vẫn 50 ticket thôi, 500 ticket các bạn. Mà như 500 ticket là nó rẻ hơn rất là nhiều rồi đó, đúng không? Chúng ta mua 500 ticket chúng ta chỉ tốn có 2.500 robot thôi, trong khi lúc trước chúng ta phải tốn khoảng 3.200 robot ha. Thì có một số người họ dùng robot để họ mua cái 500 ticket này nè, thì họ sẽ bị lỗ ha, lỗ khoảng 700 mấy 800 robot gì đó. Và đây có một cái game badge nè, nhân 2 ticket nè các bạn, nó sẽ nhân 2 cái số lượng vé các bạn nhận được ha. Wow, con Tháp BB này chỉ có 250 ticket thôi các bạn ơi, cho nên cái cơ hội chúng ta có thể sở hữu được con ong này cũng khá là cao đó. Còn 16 ngày nữa để chúng ta có thể cày nha các bạn. Và còn cái con ong du lịch này nó chỉ còn khoảng 1 ngày nữa thôi các bạn ơi. Chúng ta làm hết chuỗi nhiệm vụ của con ong du lịch này chúng ta sẽ được một cái túi nè, các bạn thấy không? Cái túi nó đeo trước ngực nè. Đó. Làm hết hình như là mười mấy nhiệm vụ á, 14 15 nhiệm vụ gì đó. Mình chỉ mới làm khoảng 7 nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ gì thôi. Cái nhiệm vụ của mình đang làm của con ong này là cái nhiệm vụ BNB nè các bạn. Thu hoạch 150 bơm ha và 150 boost, cũng như là diệt hai con nhện ha. Đây nè các bạn, cái nón helmet của mình mua nè, 30.000 ha. Đâu rồi? Đây, 30.000. Còn đây là những công năng của nó ha, như là giảm 25% sát thương và 15% may mắn các kiểu. Thì như mình nói, đây là một cái video điểm tin về cái phiên bản cập nhật mới của tựa game Bee Swarm Simulator ha bạn ha. Chúng ta có một con ong mới nè, Tháp TB với giá là 250 ticket ha, cũng như là hệ thống badge, chúng ta cứ làm nhiệm vụ theo cái chuỗi của nó thì chúng ta sẽ nhận được cái vé ha. Vì cái badge này ra mắt rất là có lợi luôn các bạn, nó sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng sở hữu những con ong hơn. 250 ticket cho con Tháp BB và 500 ticket cho con Photon Bee ha. Ok và hy vọng các bạn thích video này và đừng quên để lại một like cũng như hãy đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.